Hai chào anh em nha. Nay mình giới thiệu anh em kênh anh Già Lên Nước. Bản 1, bản 12mm. Dài 900mm. Nên lên nước già nè. Nên già. Đây là lượng nước dọc của cái nành nha. Nên lên nước vàng tự nhiên nè. Rồi vân nó già. Rồi cái này mình giao lưu 500k